Dù người cô khác biệt, nhưng nữ hoàng đã yêu người đàn ông này mất rồi. Thấy rách kéo không nổi con thuyền, nữ vương liền ra lệnh cho tộc cô đến giúp đỡ. Thấy tàu ngọc trai đen chuyển động, rách chỉ có mồm chữ O mắt chữ A. Cùng lúc này, ở một bờ biển không xa, Hector, Win, Elizabeth và những người khác vừa mới đặt chân lên tủ khóa của Davy Jones, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy rách đang đứng trên cột buồm ngọc trai đen. Họ đến đây là muốn thông báo với rách rằng Cutler dẫn theo hải quân Anh đang tiến hành bắt giữ toàn bộ cướp biển. Nếu như muốn ngăn cản chúng thì phải triệu tập 9 vị thủ lĩnh cướp biển tham gia hội nghị Brereton. Vì để giải cứu Jack Sparrow, vị thủ lĩnh cướp biển thứ 9 đang mắc kẹt ở tủ khóa của Davy Jones, Hector cùng với Elizabeth đã đến Singapore tìm thủ lĩnh cướp biển Southend, đồng thời xin mượn một con tàu lẫn một đoàn thủy thủ. Southend nói với họ, mấy ngày trước ông có bắt được một tên muốn trộm đi tấm hải đồ, mà tên trộm này lại chính là Win Turner. Win và Elizabeth là thanh mai trúc mã yêu thương lẫn nhau, vì để cứu bố mình, Win mới đến Singapore. Trong lúc hai bên đang tranh cãi kịch liệt, Canter dẫn người xông vào trong. Win nói với Southend, nếu như muốn lấy được con